Rồi, ok anh em ha, chào anh em quay trở lại kênh của mình anh em ơi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm tiếp cái tựa game KOF All Star anh em nha. Rồi, cái bản này hồi đó là ở bên Vinagame họ cũng đã có ra mắt một lần rồi anh em hả. Rồi, ok, ngày hôm nay là ngày 2 ha. Chúng ta sẽ có một con Airi nộ anh em ơi, Airi cuồng nha. Đây anh em. Thôi ôi, tặng nguyên con tướng UR luôn chứ anh em, được đó nhờ. Con này build lên mình nói là phải hơi bị mạnh luôn anh em. Ok, ngon nha. Ê, hình như là trước đó là mình có một con rồi anh em. Lần này có thêm một copy nữa, nó nhảy lên tới tầng 3 sao hay sao đấy. Đây anh em nó đây. Đó, lên thêm level cho nó luôn nha. Rồi, ok, ổn rồi đó anh em. Này là phẩm anh em nha, lên phẩm đồ các thứ nha, để lên level thêm nha. Rồi, chắc là mình build thêm con bé chim này đi. Build thêm con bé chim này đi anh em nha. À, bỏ vô trong team luôn ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cùng test những cái tính năng tiếp của game anh em ha. À, đặc biệt là những cái tính năng gacha anh em ơi. Thì như anh em cũng đã biết trước đó rồi ha, thì cái tính năng gacha của game này anh em thì nó sẽ liên quan đến là cái kim cương anh em. Nó cho kim cương cho anh em rất là nhiều, và cũng như là nó cho luôn cả những cái cấp VIP nữa anh em. Đó, nên là anh em có thể vô gacha những cái con tướng đầu game rất là ngon luôn ha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái quà gọi là gửi thư về. Ui ui, trời ơi, cái kim cương màu vàng này anh em nha, xài hơi bị xịn luôn đó. Trời ơi, nó cho bao nhiêu ta? 760 triệu anh em. Rồi, kim cương đây 25.000. À, thêm cả mấy cái vật phẩm. Cái này là đồ để mà lên cái này là đồ để mà lên hảo cảm hả ta? À, để tí hồn nó vô mở thử coi anh em. Đây, ê, thêm nữa này anh em. Đá này là đá thức tỉnh nha, rất là ngon luôn đó. Ôi ôi, quá đã anh em ơi. Ê, còn cái này nữa nè. Cái này là đăng nhập vào lại thì nó cho thêm là 10.000 kim cương nữa em. Ui trời ơi, cái này thể lực anh em nha, cái này là thể lực nha. Game này là của X7 game anh em nha, hồi đợt mình có review cho anh em xem các cái bản rồi đó. À, cái này rồi, ok, xong rồi đó anh em. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta sẽ cùng đến với lại những cái tính năng thêm của game này anh em. Cái này đăng nhập ngày thì phải nè. À, cái này là cấp VIP anh em ơi. VIP 15. Nó cho mình tới lên tới VIP 10 bao nhiêu ta? Lý VIP 14 rồi anh em. VIP 15 mà có thể mua thêm một cái này nữa là đúng không? Ngon anh em, nói chung là ok la ghê anh em. Nhưng mà ở bên này nó tới tận 824.000 kim cương lượng anh em ơi, chua quá ha. Rồi, cái game này thì chúng ta sẽ đi ải anh em nha. Đây, đi ải thử cho anh em xem gameplay dành cho những bạn nào chưa biết là cái ải này đi như thế nào luôn nè. Đây anh em. Đó, ở game này thì nó cũng sẽ có auto rồi các thứ rồi ha. Nên là bây giờ thả vô trong ải là tự động là nó chơi thôi. À, mình quên bỏ Airi vô rồi anh em ơi. Có cả Kyo rồi các thứ nữa anh em. Cái game này anh em thì nó sẽ làm những cái nhân vật ở trong cái game thùng KOF ngày xưa mà anh em chơi điện tử cắt á anh em. Đó, là nó sẽ làm những cái nhân vật ở trong đó ha, dành cho những bạn nào chưa biết. À, ông nào mà dạng như là già lắm rồi. Ông nào mà dạng như là già lắm rồi á thì anh em sẽ biết những nhân vật này ha anh em. Ô. Ơ, hình như là mình à, đây là cái đấu trường anh em nha. Để vô coi đấu trường thử coi sao anh em. Rồi, thử BK một đứa nha. Hồi nãy quên cắn Airi vô rồi. À, đủ team của mình rồi nè anh em. Nó sẽ gom lại hết từ những cái con tướng mà mình đã build trước đó ha. Con Airi hồi nãy anh em là con Airi nộ anh em nha, Airi cuồng ấy. Con đó thì nó tặng con đó là phẩm UR nha, rất là ngon. Anh em nào mà đăng nhập vô game anh em thì anh em có thể build cái con này đầu game mà chơi rất là tốt nè. Ở bên kia là team hỏa ha ta. Gồm có con mai được cái thứ nữa nè anh em. Ôi, sao đi hết rồi? Phải lúa nha. Ê, cái con Airi nộ này thì nó sẽ có là hồi sinh anh em nha, rất là ngon luôn đấy. Không win nổi đâu anh em ơi, khó lắm, cái này bấm bỏ qua nữa nè. Thua anh em ơi. Trời ơi, mấy thằng này, trời ơi, với cái level 10 à, mấy thằng này tới level 80 mấy rồi anh em. Chịu không nổi đâu. Ok, để mình coi một vài cái tính năng mới bên này. Ai nhận quà thêm nè. Rồi, mấy cái này là bơm lúa, bơm tệ anh em ha. Thì anh em có thể thích những cái gói nào thì anh em có thể bơm anh em nhé. Nhấn vô trong này thì nó sẽ cho chúng ta ra một cái bảng là để mà chúng ta bơm lúa nè anh em. Thì nó sẽ có một cái mã QR rồi cái thứ nè. Đó, thì anh em có thể vào trong này anh em bơm lúa ha. Thì ở trong này thì chúng ta sẽ có luôn cả là Momo nè, Zalo nè anh em. Rồi Viettel Money được cái thứ anh em. Đó, thì anh em nào mà có nhu cầu thì có thể vào ở trong này bơm thêm mấy cái gói rất là ngon luôn ha. Rồi, bên này chúng ta sẽ có những cái gói Re anh em nha. Đây, Re đây nè. Cái nào mà nó hiện. Ủa, cái này cái gì? Không, chưa nhận được. À, này phải bơm vô mới nhận được anh em ơi. Rồi, đây là gói Re đây nè. À, dạng như là chúng ta bơm lúa liên á anh em thì chúng ta sẽ nhận được thêm mấy gói này ha. Rồi, có một cái phần quà bên này. Đây, ui.
có luôn cả Orochi luôn nè anh em. Nguyên một con tướng Orochi, con này là phẩm SSR nha, hơi bị mạnh luôn đấy anh em. Đó, nộ luôn anh em, đẹp quá ha. Trời, chơi cái bản này hoài niệm cái bản cao web ngày xưa ghê anh em ơi. Con này tên gì anh em nhờ? Được thêm có 5 mảnh anh em ơi. Con này là một con tướng UR nha, hơi bị hiếm luôn á. Rồi, ok. Đây là những cái gói bơm lúa đây nữa nè anh em. À, để coi thêm một vài gói nữa đi ha. Gói này gói VIP nè. Rồi, gói này là cái gói dùng cái thẻ đen này là chúng ta có thể lấy thêm nữa nè anh em. Dạng như là bơm kim cương mà X2 anh em, rất là ngon ha. Cái này là 70 mấy ngàn kim cương rồi hả ta? Chơi thử coi anh em. À, nhận được nữa nè. Ơi, tính ra hồi nãy mình quất một cái 70 mấy ngàn kim cương hơi thốn á nhờ. Cái này là thẻ tháng anh em nha, thẻ tháng nè. Cái này đăng nhập ngày nè. Đó, và một số cái tính năng khác anh em nha. Ơi, cái này nhận ri đúng không? À, anh em vẫn bơm lúa anh em ơi. Rồi, ok, ra thử xem coi còn gì nữa hay không anh em nhé. À, đây anh em, thêm một cái nữa nè. Ủa, cái này nhận 20 ngàn. À, cái này hình như là tiêu kim cương nhận được thêm nha. Con này tên gì anh em nhờ? Nhìn nó ngầu thực sự anh em. Cái này là cái huy hiệu của con Orochi mà. 30 ngàn, 50 ngàn, để cho trong túi cái cách xài thì như thế nào nè. Đây, thử dùng. Ủa, cái này không biết dùng làm sao luôn anh em nhờ. Cái này là hảo cảm nè. Này không biết dùng làm sao anh em, 200 ngàn rồi. 200 ngàn cái rồi anh em ơi, cái này cái gì đây? À, 30 cái vé đen hồi nãy nè anh em. Mở ra thêm nha. Game này nó cho quà nhiều lắm anh em ơi, vô chơi là khỏe luôn á. Tí mình sẽ vô gacha thêm cho anh em xem ha. Này là mở ra được mấy cái đá lên phẩm nữa nè anh em. Ủa, cái kim cương vàng này hồi đợt mình nhớ là mình có vào một cái tính năng nào đó mà có kim cương vàng ngon lắm anh em. Vô chơi cái event đó nhìn xịn sò lắm. Con này con Kula đúng không ta? Mình nhớ mang máng như vậy anh em ơi, nó có cái kỹ năng là đóng băng nó mạnh lắm. À, đây là tính năng gacha nè anh em. Làm phát gacha ri coi. Gacha trong này thì mình đã hết vé rồi, bây giờ mình sẽ gacha bằng kim cương đi ha. Kim cương game này nó cho nhiều lắm nên là thôi cứ gacha thôi. Đây, 72.000 thì chắc làm được vài phát X10. À, mình có 100 mấy xu kìa anh em. 110 xu kìa, vô quốc luôn nha. Một con nè, SR anh em ơi, phẩm cùi bắp. Mấy con này team sát thủ nha. Ê, hình như là mình được con Yukio đúng không ta? 20 mảnh Yukio anh em ơi nè. À, 3 mảnh anh em ơi, 3 mảnh Yukio à. Ok, quốc tiếp nha. Game này hồi đó, cách đây mấy năm trước mà mình có làm clip ở bên cây web Monster bên Vinagame anh em có làm rồi. Nên là một vài con tướng, con này là tên Billy này đúng không ta? Một vài con tướng mà mình nhớ tên này, một vài con thì không nhớ. Chơi lâu quá rồi nè, nên là không có nhớ ha. Hồi đó là chơi team hỏa anh em, sẽ gồm có Mai được các thứ nó mạnh lắm. Thằng này cũng mạnh nè, thằng này cũng mạnh nè anh em, nhưng mà tên gì quên mất tiêu luôn rồi. À, game này nó có phần dịch thuật. Ơi, 7.200 kim cương nè. Game này nó có phần dịch thuật sang tiếng Việt ha. Anh em có thể dùng cái phần đó để anh em dịch sang tiếng Việt cũng được anh em. Nó nằm ở trong cái phần này bên này nè. Dịch nè. Đâu rồi ta? À, bấm xuống dưới này. Đây anh em, bản dịch nè. Đó, anh em ấn vô trong này là tự động nó dịch liền được anh em ha. Rồi, gacha hết cái đống xu này luôn đi anh em ha. 110 phát xu anh em. Gacha tiếp để kiếm thêm tướng nha. Thằng này thì nó sẽ là team gì ta? Team gì nói chung là karate đó anh em, cũng khá là ngon. Ui, 20 mảnh Yukio luôn nè. Gì cực hạn anh em, team cực hạn, nhớ mang máng này như vậy. Nó là sẽ đi chung với lại những cái con tướng mà mang cái bộ đồ gọi là karate rồi các thứ đó anh em, nhìn rất là ok ha. Ui, thằng này mạnh nha. Châu lắm anh em. Đó, ui ui. Nguyên con, quay được ra nguyên được nguyên con luôn anh em, được đó nhờ. Nhưng mà mình vẫn thích con Mai hơn anh em ơi. Mai nhìn mà lem. Ok, quay tiếp nha. Ui, được phát 7.200 kim cương anh em, ngon ghê á. Nhưng mà 7.200 đó thấy chả si nhê gì hết trơn anh em ơi. Thằng này lỏ nè, thằng này không có mạnh cho lắm nè. Thằng này thì chơi đầu game thì tạm được thôi. Đó, đây là tính năng gacha anh em nha. Ông nào mà thích những... Ui, Yukio được 20 mảnh đó nè. Ông nào thích những cái tựa game KW Star anh em thì có thể tải game này về chơi ha. Tất cả liên tải thì mình sẽ để dưới phần miêu tả anh em có thể nhấn vào anh em xem nha. Chin nữa nè, Chin này được 3 mảnh nè. Chin này là cũng thuộc team hỏa nè anh em. Hồi đó mình chơi team hỏa, team cực hạn cũng mạnh nữa. Team cực hạn hình như là phải có Terry được các thứ nữa anh em, mạnh lắm. Ok, phát X10 cuối cùng. Rồi,
này là con gì ta, chin đúng không ta, tên chin đúng không anh em nhỉ? Nhiều con lâu quá rồi không nhớ anh em ơi. Ok, phát này xong rồi anh em ha. Đây là phát free nữa nè. Bên này thì chúng ta sẽ nhận được thêm quà, có luôn cả mấy cái mảnh tướng thêm nữa anh em nhé. Đó. Ok. Phát này được một con SSR hả ta? Ê, quay thêm không anh em nhỉ? 163 rồi, quay được thêm. Ôi không đủ anh em ơi. Nè, cái này là 54.000 kim cương một phát quay X10 nè. Không có xu quay bằng kim cương thốn lắm. 200 là chúng ta được thêm một con tướng đỏ nữa anh em, nhưng mà thôi quay không nổi anh em ơi, hết kim cương rồi. Còn có 40.000 kim cương anh em nha. Rồi đây anh em, Orochi nè. Trời ơi, ngon nha. Đây, mình sẽ build em nó vào trong đội hình luôn nha. Quét luôn các thứ luôn đi. Quét cho nó lên phẩm anh em. Rồi lên thêm level. Này là duyên nè anh em, duyên nè. Đó. Rồi, ok, đi ải tiếp nha. Ơi đang tìm cái cách để mà mình xài cái kim cương màu vàng mà cái tính năng đó hình như là nó chưa có mở anh em ơi. À đây. À cái này hồi nãy có nhận rồi ha. À cái này có thể mua được thêm tướng, à mảnh tướng à hả? Này là mua được thêm mảnh tướng thôi anh em nha. Hồi nãy anh em còn nhớ cái huy hiệu của con Orochi không anh em? Chỗ hàng phi hồng nè. Hàng phi hồng anh em nha. Ôi ôi phê quá phê anh em ơi. Rồi anh em muốn tải cái tựa game này thì anh em có thể vào ở trong cái anh trước khi anh em tải, anh em thì có thể tải giùm mình cái app X7 game, rồi sau đó anh em sẽ đăng ký ạc bằng Gmail khá đơn giản luôn ha. Rồi sau đó anh em sẽ lên cái phần tìm kiếm nè, anh em đánh giùm mình cái tựa game tên như thế này. À tên này thì mình để phần miêu tả luôn. Hoặc là anh em có thể đánh cái dòng gọi là Kaiweb Onstar Quyền Vương Chiến nè nè. Đó anh em bấm phần tìm kiếm thì nó sẽ hiện cái logo là cái con Kionet nè anh em. Thì nó tên là KOF Onstar Q ở trên đầu nè. À thì bảng dưới không phải nha, bảng trên thì mới phải nha anh em nha. Rồi ấn vô, rồi sau đó anh em ấn tải thôi. Thì mình đã tải rồi ha, nên là nó ghi là mở anh em. À thì anh em có thể nhấn tải về, nó tầm có cường 1 GB mấy thôi anh em ơi, khá đơn giản ha. Rồi ok anh em nha. Trời ơi quỷ Kio nè. Con này nó nộ đẹp lắm mấy ông ơi, con Kio này nộ đẹp lắm. Nhưng mà có 200.000 anh em, 200.000 thì chắc mua không đủ đâu. Con này là tới 150 mảnh chúng ta mới ghép được một con ha. Mai cũng vậy luôn nè. Xếp đội hình tí nha. Cho Orochi anh em, cho Orochi vô. Orochi thì để hàng sau đi. Kyo con Iori nộ. Ok, xong rồi đó anh em. Rồi, đầu game thì chúng ta sẽ tham gia đi ải được cái thứ là chính anh em ha. Tính ra là game cái bản này anh em, nó cho tướng còn nhiều hơn cái bản Vina game ngày xưa nữa. Bản Vina game ngày xưa chơi là nó nói chung là nó thương mại hóa đó anh em, nên là nó cho tướng lỏ lắm đó. Còn cái bản này anh em, nó cho tướng phải nói là Okila luôn á. Trời ơi toàn tướng xịn không, tụi nó chưa kịp nộ nữa anh em. Anh em mà xem được cái nộ tụi nó nhìn đã lắm, tại vì mấy con quỷ này nó yếu quá, tướng mình thì nó mạnh quá anh em, nên là anh em thấy nó dễ ha. Này qua chưa chương mấy rồi ta, bữa giờ không thèm chơi luôn á anh em, ngày hôm nay rảnh rỗi vô tải lại chơi. Đó. Iori 27 nha, chúng ta có thể chơi hai con Iori một lần luôn cũng được anh em, cả hai con này đều ok hết á nha. Mari nè cũng nên chơi nè, Orochi cũng nên chơi, và cũng như là con Kyo nè anh em cũng nên chơi luôn nè, rất là ok. Hy vọng là chúng ta sẽ thấy cái nộ anh em, đây nộ đây. Nổ con Yukio đó anh em. Cái con Mari nó nhảy đơ mục tiêu thấm lắm nha. Hồi đó mình hay chơi Mari nè anh em, đi đấu trường không sợ đứa nào luôn á. Ok. Rồi, một tính năng mới nữa rồi. Đây, à nhiệm vụ ngày anh em ơi. Nè, lên level là đây chứ đâu anh em. À bên này là cái nhiệm vụ ngày, nó sẽ cho thêm một tính năng mới nữa nè anh em. Up cái này là up đồ nha, up đồ anh em nha. Đó. Up đồ chúng ta cũng phải cần là mấy cái viên linh phẩm này nữa nè, làm thêm phát X10 nữa đi. Ồ lên level 13 luôn rồi. Đó, cứ up lên thôi anh em, up phẩm được cái thứ lên thôi.
đó, thì chúng ta sẽ team chúng ta nó sẽ mạnh lên anh em nhé. Này đợt này không có cái banner nào hết ta, không có quay tướng gì hết anh em nhờ. Thường thì quay tướng thì nó sẽ mở bên này. Nó cho revive 15 luôn thì phải đó anh em, rất là ngon ha. Đợt này không có quay tướng anh em ơi, nên là không có vào xem được cho anh em xem. Ngày mai là sẽ nhận được thêm là 200 xu quay nữa nè anh em, rất là ngon ha. Ok, vô làm vài phát BK đi anh em nhờ, kiếm thằng nào được được BK thử cho anh em xem. Hàng đang hơi lỏ một tí. Mấy này lực chiến cao quá ta. Mấy trăm ngàn lận anh em ơi, BK chắc không lại quá. Khi mà chúng ta BK anh em nhận được thêm điểm á, thì chúng ta có thể nhận được thêm kim cương bên này nữa nha. Đó, đó. Ngon chưa, bên này nữa nè. Trời ơi, full hết luôn á chứ, 12.000 điểm nè anh em. Này là, cái này cái hạng anh em nha, hạng 12.000, hạng 10.000, hạng 9.000. Đó, nói chung là tới hạng 1 luôn em, rất là ngon nè. Hầu như là toàn là kim cương không thôi. Ê, cái này là cái vũ khí thức tỉnh anh em nha, của con Kionet hả? Này vũ khí thức tỉnh của Kionet anh em ơi. Cái game này nó hao hao giống y chang như là bên huyền thoại làng lá đó anh em. Nó cũng sẽ có vũ khí thức tỉnh đồ các thứ ha. Cái này cái gì đây? À, danh hiệu, nhận được thêm kim cương. Trời ơi, đã. Ok, tiếp tục đi ải anh em nha. Jin nè anh em. Jin này nó cũng thuộc hệ hỏa nhưng mà nó lỏ lắm anh em ơi. Mỗi con này khi mà nó thức tỉnh vũ khí thì cái kỹ năng nổ anh em thì nó sẽ biến đổi đẹp lắm anh em. Anh em chơi game này trước đó anh em sẽ thấy anh em, nó biến đổi kỹ năng đẹp lắm. Nó sẽ thêm hiệu ứng rồi nó nhiều khi là nó đổi luôn cả một cái kỹ năng luôn anh em, đẹp lắm. Rồi, ly ải tiếp ha. Đầu game thì ly ải thôi anh em. Cho tướng là cho tài nguyên đồ quá nhiều luôn. Anh em chơi game đầu game rất là dễ, hầu như không cần phải bơm lúa luôn á. Anh em bơm lúa thì nó mạnh hơn thêm thôi. Chắc mình sẽ tắt cái đang tính tắt cái auto để mà con Orochi này nó nộ đấy chứ. Rồi rồi rồi, có nộ rồi, có nộ Orochi rồi anh em ơi. Trời ơi, nó hẹo bà nó rồi. Cho con, cho anh em xem cái thằng Orochi này nó nộ anh em, đẹp lắm. Bỏ bớt tướng ra đi ha, bỏ bớt tướng ra đi. Mấy này thì vô nó gõ cho mấy con quỷ boss chịu gì nổi anh em. Này là tên là Billy đúng không? Billy. Rồi, ok. Mai nè anh em, trời đẹp quá. Này là BK tay anh em nha, BK tay. Nè, nổ nè. Đó. Ok chưa anh em, đẹp quá ha. Nổ game này là cũng ok lắm luôn á. Cách đây mấy năm trước anh em, cái hiệu ứng của mấy cái game này anh em là đỉnh chóp luôn rồi đó. Sau này nó ra những cái tựa game ví dụ là One Punch Man được cái thứ anh em, thì mấy cái nộ này thì nó hơi gọi là xấu so với lại những cái bản ngày xưa. À, so với lại cái bản hiện giờ anh em ơi. Bản hiện giờ nó game nó làm ra đẹp quá. One Punch Man được cái thứ anh em là dạng là phiên bản mới rồi cái thứ á. Nó con chim này nữa đi. Đó nên là game này dạng như là nó sẽ bị hơi lép vế về cái khoảng là đồ họa. Nhưng mà đối với mình hiện giờ đồ họa của game này là cũng là một cái gọi là gì cực phẩm anh em nha, cũng gọi là đẹp rồi đó. Nó phải làm thêm một vài cái animation nữa thì may ra nó mới ok hơn anh em. Còn mà nó giữ nguyên bản thì chắc hơi khó. Boss luôn rồi. Đó, anh em thấy con Irene nộ cho anh em. Hồi đó nó tên là Irino nha, mấy con nào mà có nó bị hóa điên anh em, cuồng Irino, Irie cuồng anh em. Trời ơi, quỷ Terry. Mày vẫn mặt hả mày? Nó vả một cái đi hai đứa anh em, ghê thực sự. Đó thì lâu lâu vô review cho anh em xem cái tựa game này là mình vẫn còn chơi ok la anh em nha. Và như là anh em muốn tải có thể xuống dưới phần comment em xuống dưới phần miêu tả anh em tải game này ha. Rồi các anh em ơi, đó là video ngày hôm nay ha. Anh em thấy hay hãy cho một like giỏi kênh em nha. Cảm ơn nhiều.